Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái Z5 Compact vừa mới về hàng tại Mai Nguyên. Thì mình sẽ phối hợp ngay và giới thiệu với các bạn về cái Z5 Compact này. Chúng ta sẽ có một cái Z5 Compact với cái màu trắng này. Thì Z5 Compact là một trong những dòng sản phẩm mà đặc trưng của Sony. Họ dành cho những bạn có tay nhỏ hoặc là chúng ta thích một cái máy nhỏ. Thì với cái Z5 Compact này chúng ta vẫn có một cái cấu hình tương tự như với Z5 lớn hoặc là Z5 Premium. Chúng ta sẽ có bốn màu khác nhau, đó là màu trắng, đen, màu cam, đỏ và màu vàng. Thì những cái màu khác chưa về, chỉ có mới có màu trắng và màu đen về Việt Nam thôi. Chúng ta sẽ có những cái trang bị mới trên cái Z5 Compact khác so với cái Z3 Compact. Tức là chúng ta có camera 23 megapixel, khẩu độ f/2.0 và có thêm cái khả năng lấy nét siêu nhanh tới mức 0.03 giây. Chúng ta có cái chuẩn IP65, 68 để chúng ta có thể sử dụng chống lại nước và bụi. Còn có thêm màn hình 4.6 inch với độ phân giải HD tức là 720p. Chúng ta còn có thêm cái chip xử lý 64 bit, 8 nhân của Qualcomm, bộ nhớ 32GB và kèm thêm bộ nhớ trong. Sau đó các bạn là thêm cái thẻ nhớ ngoài. Chúng ta còn có thêm một số những cái tính năng khác như là quay video 4K với cảm biến X4RS dành cho điện thoại. Chúng ta có màn hình TrueLuminous, chuẩn HiRes Audio khi mà chúng ta nghe nhạc hoặc là giải trí, PlayStation và cái cảm biến vân tay. Và cuối cùng đó là cái công nghệ WeChat của Qualcomm. Bây giờ thì mình khui hộp ngay để các bạn xem cái Z5 Compact ở trong nó bao gồm những phụ kiện gì. Đây là cái Z5 Compact, thì các bạn có thể thấy là ngay từ cái ngoài cái miếng warranty thì Sony họ đã làm cho cái miếng warranty nó đã tuyệt màu với cái phần viền bên ngoài, và chúng ta nhìn vào thì cái màn hình nó rộng hơn rất là nhiều và rất là thích cái thiết kế mới trên cái Z5 Compact so với cái Z3 Compact. Ở bên trong chúng ta sẽ có một số những phụ kiện kèm theo. Ở đây thì mình có những cái thông tin quan trọng và điều kiện bảo hành của máy. Chúng ta có tai nghe kèm theo màu trắng với cái tên mã là MH750. Chúng ta có một cục sạc của cái Z5 Compact với đầu ra output là 5V 1.5A. Chúng ta còn có thêm dây cáp sạc, bộ nút tai nghe và kẹp kèm theo. Và cuối cùng đó là những cái tài liệu hướng dẫn kèm theo, có cả tiếng Việt. Và như vậy đã là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc Sony Xperia Z5 Compact được bán chính hãng tại Mai Nguyên với mức giá 14.990.000. Mình vừa mới khởi động xong cái Z5 Compact thì các bạn có thấy là giống như phiên bản lúc trước mà mình có trên tay và giới thiệu với các bạn. Cái Z5 Compact là một trong những cái sản phẩm đặc trưng của những cái dòng sản phẩm Sony. Thì ngay từ ngày xưa thì Sony họ đã làm những sản phẩm có cái cấu hình mạnh và cái dáng ngoài nhỏ gọn để một số bạn không thích máy lớn thì chúng ta có thể chọn mua cái máy này. Với cấu hình bên trong chúng ta có chip xử lý 8 nhân của Qualcomm 64 bit với xung nhịp 2GHz trên con chip Snapdragon 810. Nhưng mà riêng cái phần RAM của cái máy này nó ít hơn những cái máy Z5 khác, hay là Z5 Duo hay là Z5 Premium thì RAM 3GB, còn máy này chỉ có RAM là 2GB mà thôi. Thì mình nghĩ là đây là một cái mức RAM hợp lý để cái máy có thể gánh được cái màn hình 720 của máy. Ở bên trong chúng ta có giao diện của Sony rất là gọn gàng và họ đã làm mới cái giao diện này đi. Mình xem cho phần setting. Ở đây chúng ta có cái phần About Phone, thì máy này có tên mã là E5803 và chạy trên nền Android 5.11. Về cái phần dán ngoài thì hôm trước mình do mình đã có giới thiệu với các bạn rồi cho nên mình không nói quá kỹ về cái phần dán ngoài nữa. Chúng ta vẫn có một cái màn hình 720p ở phía trước, camera 50 megapixel, thêm cái phần hỗ trợ cảm biến. Chúng ta còn có thêm hai cái phím cho là các bạn là hai cái loa thoại stereo nằm ở phía trên và phía dưới, thì hai cái loa nó tạo thành một cái cặp loa stereo để cái máy có thể phát nhạc tốt hơn, và khi mà chúng ta mở nhạc với âm lượng cao thì cái máy toàn bộ cái máy nó sẽ rung lên và tạo nên cái sự cộng hưởng âm thanh. Toàn bộ phần thân thì họ gia cố bằng những cái miếng nhựa, tuy nhiên mình cầm vào nó cảm giác là nó cứng hơn và nó giống như là kim loại nhiều hơn so với những cái máy khác của Sony. Chúng ta có cái logo Xperia thì họ khắc nổi lên trên cái phần thân này chứ nó không có làm ẩn hay là họ dán thôi nữa. Ở phía dưới này chúng ta còn có thêm một cái case, thì cái case này có thể đựng hai cái case SIM cũng như là case thẻ nhớ. Phía bên trong chúng ta còn có thêm cái nút reset. Khi mà các bạn sử dụng thì chúng ta nên đẩy kín lại. Ở bên cạnh trái còn có thêm một cái móc để chúng ta có thể móc vào những cái dây đeo. Ở phía dưới chúng ta có cắm microSD để chúng ta có thể sạc cho thiết bị. Còn có thêm cái micro hỗ trợ ở phía dưới. Chúng ta có cái phím nguồn, thì cái phím nguồn này còn có tích hợp thêm cái cảm biến vân tay. Thì lần trước mình đã có giới thiệu với các bạn cũng như thử nghiệm để các bạn xem cái tốc độ động của cái Z5 Compact rồi, khá là nhanh. Chúng ta còn có thêm hai cái phím tăng giảm âm lượng và phím chụp ảnh riêng. Ở cạnh trên chỉ có jack cắm tai nghe 3.5 và một cái micro hỗ trợ việc quay video. Camera phía sau 23 megapixel hỗ trợ lấy nét siêu nhanh, nhanh nhất thế giới hiện nay với mức 0.03 giây. Và còn có thêm cái đèn LED ở kế bên để chúng ta có thể hỗ trợ chụp trong ban đêm. Chúng ta có logo NFC, logo Sony họ làm hơi nổi lên so với cái mặt lưng nhám của cái máy này. Chúng ta có logo Xperia ở phía dưới. Thì toàn bộ phần thân của Z5
Xin lỗi các bạn, là cái XRZ5 compact thì không có khác nhiều so với phiên bản hôm trước mà nó có giới thiệu với các bạn. Chúng ta còn có một cái phần thân rất là nhỏ gọn để các bạn có cái tay nhỏ hoặc là chúng ta thích một cái máy nhỏ thì đây là một trong những cái lựa chọn. Chúng ta có một cái màn hình vừa đủ để sử dụng, chúng ta có thêm cái lượng pin lớn, cùng với đó là cái thân hình nhỏ gọn như thế này chúng ta có thể dễ dàng cầm theo, và có nó có thể là một cái đối trọng với cái iPhone 6s của Apple. Thì hiện nay Z5 Compact đã có tại tất cả hệ thống của Mewin. Các bạn quan tâm sản phẩm có thể lên website mewin.vn để xem thêm những phần quà kèm theo cái Z5 Compact. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.